Nỗi đau đáu của những mỹ nhân V-biz. Lan Ngọc muốn được nhìn nhận là một diễn viên mà bỏ dở sự nghiệp đi du học. Diệu Nhi không muốn mãi bị xem là một diễn viên hài. Em hy vọng là từ đây về sau mọi người sẽ không gọi Diệu Nhi là diễn viên hài nữa ạ. Đó là rào cản. Và sự tình yêu của khán giả gọi là diễn viên hài nó cũng là áp lực rất là lớn của em bao nhiêu năm qua. Chipu, Hòa Minzy cùng một khát khao, đến nay đã thành công. Nếu ngày xưa, nhiều năm qua, nếu chị không phải đối mặt với khó khăn, chị không phải đối mặt với sự hoài nghi, thì có lẽ sẽ không có một Chipu khao khát được sự trân trọng và ghi nhận của khán giả như bây giờ. Mỗi một nghệ sĩ vào showbiz đều có một thế mạnh và mục tiêu của mình. Đây chính là động lực để họ làm việc và cũng là nỗi niềm luôn ở sâu trong lòng họ thôi thúc họ phát triển và tiến bộ hơn nữa. Những mỹ nhân này luôn mang những nỗi đau đáu đó suốt quá trình hoạt động nghệ thuật đấy. Ninh Dương Lan Ngọc. Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đang là ngôi sao rất hot, sở hữu lượng fan cực đông. Đa năng làm gì cũng có thành tích, ấy thế mà cô nàng vừa quyết định tạm ngưng tất cả để đi du học thêm về diễn xuất. Lan Ngọc dự định sẽ sang Úc, Hàn Quốc và Mỹ để rèn luyện thêm, đây là quyết định mà cô đã cân nhắc kỹ càng và muốn thực hiện ngay. Sở dĩ có sự việc này là vì Lan Ngọc xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh, cũng đã diễn xuất rất nhiều nhưng cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng, cảm thấy mình chưa tỏa sáng đúng với vai trò một diễn viên. Dù là một nghệ sĩ thành công, nhưng rõ ràng hiện tại khi nhớ tới Lan Ngọc người ta nghĩ tới hình ảnh một ngôi sao giải trí nhiều hơn là một nữ diễn viên. Có lẽ ý thức được điều đó nên cô nàng đã ra quyết định dứt khoát này. Diệu Nhi. Diệu Nhi vừa sau vài năm vắng bóng ở màn ảnh rộng thì đã liên tục ra mắt hai phim mới trong cuối năm 2023 và đầu năm 2024 này. Bình thường người ta hay thấy Diệu Nhi năng nổ tham gia show thực tế, tấu hài mặn mòi tạo tiếng cười cho mọi người, nhưng gần đây tại sự kiện công chiếu phim mới của mình, Diệu Nhi đã bật khóc cảm động vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất đông bạn bè và đồng nghiệp, cô càng hạnh phúc hơn khi thấy mọi người cùng khóc, cùng cười với nhân vật của mình. Trong lúc cảm xúc dâng trào ấy, Diệu Nhi đã nhắn gửi rằng: "Em hy vọng từ nay về sau mọi người sẽ không gọi Diệu Nhi là diễn viên hài nữa ạ." Đó là rào cản và là tình yêu của khán giả, gọi em là diễn viên hài cũng là áp lực rất là lớn của em bao nhiêu năm qua. Thì ra ẩn sau những nụ cười sảng khoái, Diệu Nhi lại cất giấu một tâm sự lớn như vậy. Chipu. Chipu đã vào nghề được 15 năm, đi hát cũng đã được 7 năm. Trong 7 năm đó cô nàng đã đối mặt với rất nhiều thị phi, tranh cãi, những lời chê cùng thái độ không đón nhận. Mãi cho đến năm 2023 thì sự nghiệp của Chipu mới thực sự sang một trang mới vẻ vang hơn hẳn và điều đó đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Gặt hái được thành công không chỉ trong nước mà ở cả quốc tế, quyết tâm trở thành ca sĩ của cô nàng cuối cùng cũng có ngày được nhìn nhận là đúng đắn. Đứng trên các sân khấu lớn nhận về những phần thưởng cho mình, Chipu đã chia sẻ, đã có những ngày mà chị luôn tự hỏi bản thân là mình phải làm thế nào để được khán giả yêu thương. Và sau tất cả thì cô nàng gần như đã thành công chinh phục được khán giả, thực hiện được mong ước đã ấp ủ bao lâu nay rồi. Hòa Minzy. Hòa Minzy cũng là cô nàng luôn khiến người ta ghi nhớ vì sự hài hước, lầy lội và đáng yêu, nhiều khi sự nhây của Hòa còn làm lu mờ cả hình ảnh ca sĩ của cô luôn đấy. Thế nhưng suốt 10 năm qua, Hòa Minzy vẫn là một ca sĩ rất chăm chỉ và từng bước khẳng định vị thế của mình bằng sự nỗ lực và giọng hát trời ban. Gần đây khi nhận giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Hòa Minzy đã không kìm được xúc động mà chia sẻ. Cuộc sống của Hòa có một điều mà Hòa luôn luôn bị ám ảnh nhất, đó chính là sự ghi nhận của tất cả mọi người. Sự ghi nhận của quý vị khán giả, sự ghi nhận của hội đồng bình chọn và sự ghi nhận của tất cả các anh chị em nghệ sĩ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với em. Cuối cùng sau rất nhiều những chiếc cúp thì Hòa Minzy đã chạm tay được tới mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình rồi.